bấy giờ lại do nhờ thần lực của phật rừng thệ đa hốt nhiên rộng lớn lượng đồng với bất khả thuyết số hạt bụi cõi nước chư phật tất cả báu đẹp sen lẫn trang nghiêm bất khả thuyết báu giải khắp mặt đất a tăng kỳ báu dùng làm tường rào cây báu đa la trang nghiêm bên đường ở giữa lại có vô lượng sông thơm nước thơm đầy rẫy sóng gợn xoay quanh tất cả hoa báu chảy theo vòng bên phải tự nhiên vang ra âm thanh phật pháp hoa trắng nhỏ báu không nghĩ bàn búp nở tỏa hương thơm đầy khắp trên mặt nước các cây hoa báu trồng thẳng hàng bên bờ sông, đủ thứ đình đài không thể nghĩ bàn đều ngay hàng thẳng lối, thứ tự trên bờ sông, lưới báu ma ni che phủ phía trên, A à Tăng Kỳ báu phóng đại quang minh, A à Tăng Kỳ báu trang nghiêm mặt đất, đốt lên hương thơm, mùi thơm ngào ngạt lại dựng vô lượng đủ thứ chàng báu đó là chàng báu hương chàng báu y chàng phan báu chàng lụa báu chàng hoa báu chàng chuỗi báu chàng man báu chàng linh báu chàng lọng mani báu chàng đại mani báu chàng mani báu quang minh chiếu khắp chàng mani vương vang ra âm thanh danh hiệu tất cả như lai chàng sư tử mani vương chàng mani vương nói biển bổn sự của tất cả như lai Tràng Ma Ni Vương hiện hình bóng, tất cả pháp giới đều ngay hàng trang nghiêm, khắp cùng mười phương. Bấy giờ trong hư không phía trên rừng thệ đa có mây cung điện trời không thả nghĩ bàn vô số mây cây hương bất khả thuyết mây núi tu di bất khả thuyết mây kỹ nhạc đều vang ra âm thanh vi diệu ca ngợi như lai bất khả thuyết mây hoa sen báu bất khả thuyết mây tòa báu trải y trời có bồ tát ngồi ở trên khen ngợi công đức phật bất khả thuyết mây ma ni báu hình tượng các thiên vương bất khả thuyết mây chân châu trắng, bất khả thuyết mây châu đỏ lầu cát trang nghiêm, bất khả thuyết mây mưa châu kim cang kiên cố, đều trụ ở trong hư không, đầy dẫy khắp cùng, dùng để nghiêm sức. Tại sao? Vì căn lành của Như Lai không thể nghĩ bàn vì pháp trắng tịnh của như lai không thể nghĩ bàn vì oai lực của như lai không thể nghĩ bàn vì như lai hay dùng một thân tự tại biến hóa khắp tất cả thế giới không thể nghĩ bàn vì như lai hay dùng thần lực khiến tất cả chư phật và cõi phật tra nghiêm đều nhập vào thân phật không thể nghĩ bàn vì như lai hay ở trong một hạt bụi hiện khắp hình ảnh tất cả pháp giới không thể nghĩ bàn vì như lai hay ở trong một lỗ lông thị hiện tất cả chư phật quá khứ không thể nghĩ bàn